Em có tính khi mà kêu gọi được đầu tư thì cái quỹ lương bao nhiêu không? Có anh, cậu em là chính đi, 15 triệu. Thì em mở em thì 5 triệu tới 6 triệu thôi. Còn em thì khỏi lương cũng được. Không lương em sống bằng gì? Em sống bằng bánh mì của mẹ em. Trong quá trình mà sản xuất á, em đã từng bị là một đối tác là họ lấy cái dừa khác họ trộn vô, thì lúc mà đưa cho khách hàng bên Novaland á là họ uống em lâu rồi, xong rồi họ uống lần thứ hai họ nói ủa sao dừa của mày chất lượng đi xuống vậy, thì em mới phát hiện là nguyên cái lô dừa đó không phải là dừa sim xanh, thì em phải đền bù hết nguyên cái lô hàng đó cho họ. Trước khi em vào ngành linh kiện ô tô thì em có một hãng taxi nhỏ, không cầm cương được công ty nên là công ty phá sản. Tháng 2 năm 2012 là em mất hết rồi, em không còn gì cả, em chỉ còn một cái xe Taurus và một cái garage tab và một nhẫn vàng, thì em phải bán hai thứ đi. Em về Chợ Rời đi chạy xe ôm cho các cửa hàng linh kiện ô tô. Trước giai đoạn 2014 ấy, em phải trả 78 triệu tiền lãi một tháng, em vẫn trả. Anh hỏi câu hỏi hơi nhạy cảm, cái là em đang một sổ hay hai sổ? Sổ gì anh? Em vào máy tính. Trong ngành thực phẩm ấy, mà lãi gộp tầm độ 5% như em nói không phải là cao. Dạ đúng rồi. Em hiểu chưa? Vì đây em đang không nhận lương. Dạ đúng rồi. Đây cái giá vốn của em là chỉ mới là tiền thịt. Đâu, giá đó là em khấu hao hết tất cả các như là mắm nêm này nọ, điện nước luôn á ra. Thì đúng, thì đấy mới là nguyên liệu chính. Dạ. Còn lương của em chưa tính. Thì lương đúng em không? Chưa tính, dạ đúng rồi. Của người làm công chưa tính, mà cái đó nó chiếm rất là cao. Và nếu như em tổ chức cho siêu thị, em phải chiết khấu cho họ 35% trở lên. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Như vậy em bán 200 nghìn thì em mất ngay 35%, trên 200 nghìn nó mất 70 ngàn, còn 130 nghìn thôi. Dạ đúng. Đúng không ạ? Chưa nói cái tiền vận chuyển, họ lại nợ 45 ngày. Đúng. Em lại mất bao tiền. Thì ý dạ nói là thực ra cái ngành này, thực phẩm này, về bản chất giá nguyên liệu chính ấy, chỉ được phép chiếm khoảng 30%, 25% thôi. Thì em mới đủ. Thì thực sự là cái đầu tư này đối với anh là anh chỉ muốn giúp cho em đó. Dạ. Thấy một cái tuổi trẻ mà hoài bão khát vọng như thế, chứ còn thực sự nó cũng rất là nhỏ. Để thấy là hợp lý. Gọi là tạo cái tinh thần cho thế hệ 9X á. Thì em anh đồng ý. Ok. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ.
đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.